Và ước mơ nữa thì có một cái live show nữa. Live show lúc đó là ba Kim Tử Long sẽ đứng ra lo cho con trai mình hết lòng. Ba ha. Được không ạ? Nếu có live show thì... Và câu hỏi của anh Vũ ạ, quý là mình có những cái kỷ niệm đáng nhớ nào khi mà thực hiện MV này hay không ạ? Dạ, trước tiên thì cho Vũ xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị cũng như là quý báo đài cũng như là tất cả gia đình yêu thương của Vũ. Cái câu này thì Vũ rất là nhớ là cái ngày cuối cùng quay MV đúng không em? Cái cảnh mà phân đoạn Lâm Á Hân mà chuẩn bị nuôi tâm lý để cái đoạn mà để Vũ chết trong vòng tay của Lâm Á Hân á. Thì sự không biết sao mà cô này cũng lấy cảm xúc á, mà từ từ rất là sớm luôn mà tới khuya luôn, là khuya ngày gần 20 tiếng để nuôi cảm xúc của ba Lâm Á Hân, nuôi cảm xúc để cảnh khóc mà con chết á. Đó, thấy chưa, tính ra là diễn viên mà cũng rất là cực khổ, thấy chưa, đó là kỷ niệm mà nhớ hoài luôn. Xong cái ngày cuối cùng để ốp máy lại á, Vũ chỉ biết là ôm cô bé này nói là thực sự anh không nghĩ là diễn viên cực như thế, phải nuôi cảm xúc rất là nhiều để có những cái giai biện diễn nó sâu hơn, đi vào trái tim của mọi người nhiều hơn. Rất là nhiều công sức cho mọi người, không ăn không uống mà chỉ ngồi khóc, khóc nguyên ngày trong xe của Vũ. Không biết là lúc đầu Vũ hỏi ủa ai ăn hiếp em khóc dữ vậy hơn, không nói. Mình ra mình hỏi đạo diễn nói chắc là lúc đó em sợ lắm, em sợ cái sao, em sợ là Lâm Á Hưng ra ngoài khóc không mà không có diễn cái gì luôn, là không biết quay cái gì luôn. Đâm ra là các anh em ekip cùng vô là bắt đầu an ủi nói chuyện hồi nó mới làm lấy được lại cảm xúc rồi bắt đầu quay tiếp. Đúng rồi, cái cảm xúc đó, cảm xúc mà thấy được Lâm Á Hưng mà nó cao độ tới cỡ đó là tốn gần 20 tiếng đồng hồ mới có cảm xúc cho bị thưởng thức. Cho Lâm Á Hưng một tràng vỗ tay được không quý vị? Sẵn tiện là cho em hỏi Lâm Á Hưng một câu được không? Tại vì em cũng có đi đóng phim rồi, mà cái sự việc mà nuôi cảm xúc tới ngày lận là nó đôi khi nó cảm xúc vô cùng đặc biệt đó. Không chỉ là cảm xúc từ trái tim đâu mà nó có rất là nhiều vấn đề. Không biết là mình có một cái tình cảm đặc biệt nào với cô Huyên Vũ hay không ạ? Vỗ tay cho bao mấy câu hỏi đi được không ạ? Cho em gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ở buổi họp báo ngày hôm nay. Thì em xin trả lời câu hỏi của anh là tại sao lại lấy cảm xúc lâu như vậy, là tại vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ quay một cảnh khóc nào trong suốt quá trình em đi làm. Em toàn đóng mấy vai vui vui hài hài thôi. Xong rồi lúc mà nhận quay MV á, thì em có hỏi anh Hiếu là có khóc không anh. Anh Hiếu nói không khóc đâu em. Sau cái ngày gần đi quay thì anh Hiếu nói là phải lấy cảm xúc vì phải có một cảnh khóc. Em lấy tâm lý, em sợ là em sẽ không có làm tốt cái vai trò của mình và sẽ làm ảnh hưởng đến MV của anh Vũ. Mà khi mà đi quay thấy mọi người rất là nhiệt tình, mọi người hăng hái, mọi người kiểu đầy tâm huyết rồi với cái MV này. Mà anh Vũ cũng là một người ca sĩ và diễn xuất thì cũng không nhiều, nhưng mà anh Vũ rất là cố gắng. Thì em nghĩ trong đầu là tại sao anh Vũ có thể cố gắng vậy mà mình không cố gắng, cho nên em lấy cảm xúc hơi lâu anh. Xin cho diễn viên Lâm Á Hưng một tràng vỗ tay được không ạ? Hôm nay bây giờ sẽ là những câu hỏi bên dưới ạ. Cái đối tượng khán giả cũ của bạn thì bạn cái đối tượng khán giả cũ của bạn thì là sẽ cảm thấy là không quen với dòng nhạc mới. Thứ hai nữa là bạn phải bắt đầu mở rộng ra được cái đối tượng khán giả mới để đến với bạn, thì là bạn làm sao để cân bằng được cái việc này? Xin cảm ơn. Dạ, trước tiên thì cho phép Vũ cảm ơn câu hỏi rất là hay của anh. Nói về kinh phí thì nãy Vũ đã chia sẻ rồi, Vũ thì làm cái gì cũng rất là chỉnh chu, nhất là cái đam mê của Vũ, cho nên là rất là nhiều kinh phí mình không thống kê được. Nhưng mà thật sự là tri ân cái phần này nữa nè, là thật sự là không biết Vũ sống sao mà rất là được nhiều người thương. Đó là vậy, nhất là trong cái MV này cũng vậy nữa, Vũ chỉ mới mở lời thôi mà cũng có rất là nhiều đơn vị đồng hành với Vũ rồi, nhất là nhà tài trợ chính công ty mỹ phẩm Quốc Luân. Hầu như là tất cả cái doanh thu chi phí cho cái MV này nhảy lên tới gần cả tỷ lần. Ở đây nhân diện là cảm ơn tập đoàn mỹ phẩm Quốc Luân đã luôn yêu thương đồng hành với Vũ để Vũ có sản phẩm Thích Cô Lạ ngày hôm nay. Dạ, rất nhiều. Và tất cả các đơn vị thẩm mỹ,
rất là nhiều công ty để lát bữa sẽ cận kẽ hơn. Và tiếp theo là tâm tư nãy nói là mà Vũ hát thường là lúc trước là bolero, dân ca trữ tình quê hương đúng không ạ? Mình chuyển qua ballad. Theo con nghĩ thì không những là con trai của ba hát bolero dân ca trữ tình không không ba, nhưng mà suốt vài năm gần đây thì Vũ cũng có chế biến lại, đem những bài hát trữ tình dân ca bolero thay cho nó, mặc cho nó một chiếc áo mới, đó là dòng nhạc Vina House ADM remix rất là đương đại. Và cái tâm tư đó của Vũ truyền tải đến tất cả vị một cái món ăn tinh thần mới về nhạc trữ tình quê hương, được rất là nhiều quý khán giả trong nước ngoài nước và mọi thành phần lứa tuổi đều đón nhận cái sản phẩm Sến Nhảy Song Ca Remix này của Khu Y Vũ với nữ ca sĩ ngôi sao ca nhạc Sa Ca Trương Tuyền, mà lượt xem rất là chiếm rất là khủng ở trên cộng đồng YouTube đó. Cho nên là Vũ nghĩ Vũ hát được dân ca trữ tình, vũ đạo được, diễn sexy được, thần thái được, ngại gì mình không biến hóa mình, chế biến mình để khán giả không nhàm chán mình hơn, yêu thương Khu Hy Vũ nhiều hơn, để có Khu Hy Vũ ngày hôm nay được có mọi người yêu thương và ủng hộ nhiều hơn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Dạ, tiếp theo là xin mời các câu hỏi từ các cô chú anh chị em phóng viên báo đài bên dưới ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ, em Thúy Trinh đến từ báo Phụ Nữ và Gia Đình. Thì em muốn hỏi chú Kim Tử Long một xíu là thấy Khu Hy Vũ mà chuyển qua cái dòng nhạc mới thì chú thấy như thế nào? Và trong cái MV này thì chú hỗ trợ như thế nào ạ? Mặn chay nữa đó, đem mắt chị. Xin chào bạn, xin chào tất cả các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ và tất cả quý vị có mặt trong buổi ngày hôm nay. Tôi rất học và tôi rất là bất ngờ và ba lần đầu tiên ba mới xem được cái clip con quay về cuộc đời, và cái đầu tiên mà tôi rất là cảm động đó là một người con có một cái nỗi niềm trăn trở giống như tôi cũng rất là trăn trở khi mà tôi được thành danh thì ba mẹ tôi đã mất rồi. Và tôi xem cái clip này tôi lại chợt nghĩ đến một cái điều rằng chắc có lẽ là ở một nơi nào đó ba của Vũ đã về đây ủng hộ từ tinh thần cho tới ý tưởng để cho Vũ có thể từ một cái sản phẩm đầu tay nhỏ nhoi chỉ đầu tư một vài triệu và sau đó lên nhiều sản phẩm hơn nữa, và đến ngày hôm nay quý vị và các anh chị thấy rằng một cái MV đầu tư gần cả tỷ bạc. Ở đây tôi nói đến tất cả các bạn trẻ, các ca sĩ trẻ, chúng ta hãy làm mới mình, chúng ta hãy làm bất cứ những cái gì mà chúng ta có thể làm được để làm sao cái tên của chúng ta và cái giọng hát của chúng ta càng ngày càng đi gần đến khán giả nhiều hơn, chứ đừng nên ngủ say trong chiến thắng. Nếu như Khu Hy Vũ con trai mà ngủ quên trong chiến thắng với những cái dòng nhạc mà con đã làm và con đã thành danh và con đã được khán giả yêu mến con ở trên YouTube cũng như là trên sân khấu mà con ngủ quên đi, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó cái sự chiến thắng đó nó cũng sẽ từ từ nó lãng quên. Và tôi nghĩ rằng cái MV này đối với Vũ là một cái sản phẩm, chưa phải là một cái sản phẩm thành công trong thời điểm hiện nay, mà nó là một cái sản phẩm, một bước ngoặt, một cái bàn đạp để cho con có thể giới thiệu cho tất cả khán giả mà đã từng yêu thương con biết rằng Khu Vũ không phải là một cái giọng hát mà chỉ trữ tình dân ca hoặc là những cái bài hát mà các bạn đã thấy, mà tôi có thể tôi làm được những dòng nhạc và những sản phẩm mới hơn. Và ba tin chắc rằng sau khi những cống hiến của con và những cái ý tưởng của con và những cái việc mà con làm ngày hôm nay ra một cái sản phẩm mới như thế này, thì ba tin chắc rằng những người khán giả đang yêu mến con sẽ đồng hành cùng với con trong cái MV này. Và ba cầu chúc cho con tối đêm nay khi mà YouTube bắt đầu trình chiếu cái MV Thịt Của Lạ này, ba chỉ mong sao chỉ trong vòng 1 giờ con sẽ chiếm được 1 triệu view. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ Vũ sẽ làm được. Vì tôi chỉ muốn nói với tất cả quý vị thôi.
chúng ta làm những cái gì mà nó bình lặng đó thì khó có thể kiếm được những cái tò mò của khán giả. Mà những cái gì mà nó sóng gió, nó lạ lẫm, hoặc là nó đi nghịch lý lại với những cái gì mà mình đang có thì khán giả sẽ rất là tò mò để mà xem. Vì vậy cho nên là tôi tin chắc rằng sau khi cái MV này ra, khán giả của Huy Vũ sẽ rất tò mò để xem thần tượng của tôi sẽ làm gì qua MV Thích Của Lạ. Xin cảm ơn quý vị. Được, câu hỏi tiếp tục, xin mời những câu hỏi từ phía các anh chị phóng viên báo đài bên dưới ạ. Xin được trân trọng. Trên một cái nền đất khác, trước kia là có thể nó xấu đó, có thể nó không được đẹp như trước, nhưng mà nó thật với anh, thật với con người của anh. Đó ta là cái ý tưởng nó cũng nôm na đơn giản lắm, chỉ là Hiếu thấy được anh cuộc sống tình cảm và đôi khi là chịu thiệt thòi một chút. Hiếu là gì? Bi. Cho nên đâm ra là Hiếu có chia sẻ với Vũ để hai anh em có thể thống nhất được cái ý tưởng đó rồi làm. Đó là một trong những cái mà Hiếu cũng chia sẻ là như vậy. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ vâng ạ, trước khi đến với câu hỏi tiếp theo thì em có một câu hỏi dành cho diễn viên Vũ Thanh Tùng mà không biết là mình có gặp những cái khó khăn như thế nào khi mà đóng cùng với La Má Hơn hay là anh Khu Huy Vũ không ạ? Tất cả chị em báo chí và anh chị em nghệ sĩ có mặt trong ngày hôm nay, em rất là vui khi là được tham gia vào dự án của anh Vũ. Và tại vì ngay từ lúc đầu mà nhận cái dự án này là dự án đầu tiên của Hiếu. Hiếu cũng là bạn diễn cũng như là đồng nghiệp của em. Thì em cũng chưa biết là phải tham gia với ca sĩ như thế nào. Và cũng không biết là kịch bản như sao. Khi mà bắt đầu làm thì em chỉ nói, Hiếu chỉ nói là Tùng ơi, mình sắp sửa làm một cái dự án như này nè, bạn làm với mình nha. Thì em thì em ok ngay lập tức, tại vì mình giúp bạn bè của mình mà, cho nên là mình ok lập tức. Nhưng mà khi mà bắt đầu làm việc kịch bản và chuẩn bị cho cái dự án này thì mình thấy được là anh Vũ và cũng như là Hiếu rất là tâm huyết với lại dự án. Và trong cái quá trình mà khi mà làm việc với lại Hiếu và anh Vũ, tại vì anh Vũ lần đầu tiên, có thể là lần đầu tiên anh Vũ tham gia đóng phim cũng như là diễn xuất, thì thật sự rất là tội anh Vũ, tại vì trong cái quá trình quay anh vừa đóng chính thì có đêm lại có những cái cảnh quay rất là mệt mà là anh phải đóng cảm xúc. Thì và Hiếu rất là mệt, tại vì Hiếu chạy rất là nhiều cái khâu trong cái khâu chuẩn bị để làm tốt nhất cái MV này. Thì mình khi mà mình chỉ có mình ấn tượng là anh rất là cố gắng. Khi mà anh diễn xuất thì em chỉ nói là anh ơi, bây giờ anh cứ thoải mái, anh cứ là anh hãy cảm nhận cái điều này nó tốt nhất. Thì thật sự là mình rất là ấn tượng cái cảnh mà cuối cùng khi mà anh Vũ đứng nhìn thấy là Má Hình hy sinh tất cả về cho mình. Thì em chỉ nói là anh ơi, bây giờ anh thả lỏng hết tất cả ra, anh đừng có bị áp lực là bây giờ mình quay khuya quá. Thật sự lúc đó là quay tới gần 4 giờ sáng và mọi người đang rất là mệt. Và có thể là tại vì hiểu được đó là cái khi mà chi phí sản xuất và khi mà mình làm việc mà nó trễ như vậy đó, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho cái công việc sản xuất. Thì anh Vũ anh rất là lo lắng, xong rồi em chỉ biết là an ủi là anh ơi, bây giờ anh cứ thả lỏng ra, anh hãy bình tĩnh nhất và anh hãy cảm nhận cái này ở sâu bên trong của anh nó thật là thoải mái nhất. Thì mọi người thấy là lúc anh Vũ diễn cái cảnh đó thật sự là rất là tuyệt vời và em cũng rất là vinh dự khi được góp mặt trong dự án này. Xin cảm ơn mọi người. Dạ vâng, em sẽ ưu tiên thêm một câu hỏi nữa từ bên dưới ạ. Sau MV lần thì anh có dự định là ra tiếp những cái sản phẩm về dòng nhạc ballad hay là quay trở về dòng nhạc sở trường của mình là bolero? Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Sở trường của Vũ thì chắc có lẽ là Vũ không thể nào bỏ được rồi. Tại vì nhạc quê hương nó ăn trong máu Vũ từ rất là bé. Cho nên là làm cách gì đi chăng nữa cũng phải quay về với cái đam mê từ trong chắc bụng mẹ ha, bố ba. Nhưng mà nếu mà được quý vị ủng hộ nhiều hơn như là cái MV ballad này, Thích Của Lạ này, khi mà phát hành ra được tất cả quý vị ủng hộ thì nhiều, thì chắc có lẽ là Vũ tiếp theo cũng là một dự án nữa, cũng là của nhạc sĩ Đinh Hoàng Quốc. Đó, rất là tâm tư. Một bài hát tiếp theo có thể là Vũ nghĩ là nó trend nhiều hơn cái bài hát Thích Của Lạ này. Rất là nhiều câu từ, Vũ nghĩ là nó sẽ gắn liền với những cô nàng, cô gái xinh đẹp đúng không Quốc? Cái đó thì để xong dự án này đi, rồi nếu mà có trường hợp mà có đủ duyên nữa, Vũ với Đinh Hoàng Quốc sẽ công bố với vị sản phẩm tiếp theo. Bây giờ có một câu hỏi nữa thôi, đơn giản thôi. Em nhìn thấy anh Khu Huy Vũ rất là đủ lực,
mà ngồi kế bên còn có ba Kim Tử Long nữa, thì mình có suy nghĩ đến cái chuyện là mình làm live show không anh? Live show hả? Live show thì trước tiên thì sẵn có ba ở đây thì Vũ xin nói với tất cả các anh chị nghệ sĩ cũng như tất cả mọi người, thì sẵn ở đây cô xin cảm ơn ba. Ba là người rất là thương Vũ, đồng hành với Vũ rất là nhiều. Cái chương trình cặp đôi vàng Tuyệt Đỉnh Song Ca vừa rồi cũng nhờ là anh chàng đẹp trai này luôn động viên, khích lệ cho Vũ để con có được cái cơ hội là may mắn thôi. May mắn là có được là quán quân chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Ở đây là con xin cảm ơn ba yêu rất là nhiều, đã thương con, đã động viên và cổ vũ cho con. Và ước mơ nữa thì có một cái live show nữa. Live show lúc đó là ba Kim Tử Long sẽ đứng ra lo cho con trai mình tách lập ba ha. Được không ạ? Nếu có live show thì không biết anh Thái có tham gia không? Sẵn thì anh Thái chia sẻ một vài cái. Dạ. Đó, sẵn đây có anh ba Dương Ngọc Thái nữa, thì là một người anh mà cũng rất là hâm mộ từ lúc mà gọi đò rồi đó. Mà trước gọi đò nữa, trước gọi đò là đã em đã đồng hành với anh ba rồi. Những cái gặp hồi xưa là Trần Hưng Đạo đó anh ba ha. Là lúc đó anh ba chưa có ra bài gọi đò nữa mà hát hay lắm, Vũ đứng ở dưới mà Vũ say đắm luôn á. Nó nói là trời ơi sao tôi thích cái anh chàng này hát quá, ước gì tôi sau này tôi cũng được đi hát giống anh Dương Ngọc Thái. Đó là vậy. Nhân ở đây là có anh ba của em nữa, thì sẵn có ba Kim Tử Long với tất cả anh chị em nghệ sĩ và tất cả quý vị đây là mọi người minh chứng nha. Sau dự án này mà Vũ với công ty HKT mà tổ chức một cái live show cho Thu Hi Vũ á, là anh Hưng với Thu Trang đứng ra tổ chức á, là anh ba Dương Ngọc Thái cũng phải đồng hành với em nha anh ba. Hết lòng luôn nha. Anh ơi, người quen mình thấy có xe khoảng 300-300 triệu sơn. Dương Ngọc Thái cũng có đôi lời cùng Thu Vũ. Ít tiên thì thấy là chào đến toàn thể anh em có chí và tất cả này mình sẽ cũng như tất cả quý vị đã có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Thật sự em trai làm anh thật sự là rất là xúc động và hẳn diện có một đứa em mà nó dám làm, dám chơi và dám chịu, dám làm tất cả gì mà mình không nghĩ là nó làm. Hôm nay đến họp báo và dòng nhạc ba lát mà đầu tiên mà Vũ đầu tư rất là khá kỹ và mọi em biết là hay, bài hát cũng hay. Anh chúc mừng em và hy vọng là sẽ được khán giả trong và ngoài nước ủng hộ cái MV này và những dự án sắp tới của em nữa, chắc chắn sẽ thành công. Em là người làm, anh hâm mộ đây em, em dám làm, dám chơi đó. Em cảm ơn ba rất là nhiều. Chắc chắn anh sẽ tham gia live show của em. Dạ. Xác nhận rồi đúng không ạ? Ok. Cảm ơn em. Dạ vâng, một câu hỏi ngắn cho dựng phim. Mà mình dựng thì mình cũng không có cái ý định trước là nó sẽ bao nhiêu. Tại thật ra là lúc mình em đến cái em dựng cái MV này thì là kiểu tình cờ thôi. Anh Hiếu anh nói là Thành ơi, anh có một cái MV dựng cùng anh. Em nhận xong em còn chưa có đọc kịch bản nữa, em xem hết một lần xong rồi em vào trong một đêm em có một cái bản rap dành cho anh Hiếu luôn. Thì tới cái lần thứ hai anh Hiếu làm việc với em á, thì sau khi chỉnh sửa xong thì vô tình cái thời lượng của cái MV nó là vừa đúng 11 phút 11 giây luôn. Thì anh Hiếu mới nói với em là hay quá, tại ở cái này em giữ lại đi, em đừng làm cái gì thì làm, đừng giữ nguyên cái thời lượng này lại, tại vì cái số này đẹp quá. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn ekip đã có một cái phần mà giải đáp vô cùng trọn vẹn trong ngày hôm nay. Và xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Thân mẫu của ca sĩ Thu Hi Vũ đó ạ. Xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Dạ, đầu tiên thì... cái này các em kêu tới bằng bác luôn quá. Bác đúng không ạ? Mẹ đi ha. Mẹ ơi, năm nay là mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà khi mà ngày hôm nay mẹ đến một cái buổi mà báo nó là long trọng như vậy thì mẹ có xúc động thật sự không mẹ ha? Xúc động lắm. Mà cho Thu Vũ với con Thư với Vũ là má Mi mừng. Hôm nay phát hiện một điều là má Mi hơi đi trễ xíu đúng không ạ? Không biết là má Mi gì hay là kẹt xe hả? Rồi bây giờ nè, chắc chắn là bác sẽ có một cái lời tâm tình tận đáy lòng của mình, tận con tim của mình, một cái lời tâm huyết dành cho Vũ. Bởi vì sau khi mà con biết là bố Vũ mất thì anh Vũ nỗ lực rất là nhiều và phải khẳng định là mình phải thành công trên cái con đường ca hát này và được không được phụ lòng bố mẹ. Thì không biết là với tư cách là vừa làm mẹ rồi vừa làm ba trong nhiều năm qua rồi, thì không biết là mẹ có lời đầu tiên nào để cho anh Vũ không ạ? Má Mi có lòng động viên cho Vũ là ra một sân khấu cho các anh chị em với lại bà con cô bác rồi thương Vũ nhiều nhiều.
để cho ví dụ thành công trên con đường sự nghiệp vui vẻ. Dạ má mi mừng rồi, cảm ơn tụi con. Bây giờ thì chắc anh Vũ mẹ một cái hôn mẹ một cái được không? Sẵn tiện là hôm nay có mẹ trên sân khấu nè. Phải Văn biết là ít bao giờ chúng ta nói là yêu thương dành cho mẹ hay ba của mình lắm. Sẵn một cái dịp còn không quan trọng này, anh có muốn nhắn gửi đôi điều với mẹ không? Mọi người như thế nào thì không biết, nhưng mà Vũ cái điều này Vũ nói hoài à. Lâu lâu á, cũng mình đi hát về khuya đó, thấy chị nằm chị ngủ chị queo trong phòng của một mình à, nên là chạy vô nó hung cái bọc giùm mình cái gì vậy? Con thương mẹ lắm, dễ nói. Đó ngày Vũ chỉ nói là mẹ ơi con thương mẹ ơi con yêu mẹ thôi. Tại vì sao mình chỉ còn có một mình mẹ thôi, ba không còn nữa, thì cái những cái gì mà tiếc nuối nhất của Vũ hồi nhỏ là Vũ hối hận tới bây giờ vẫn không phai. Cho nên là bây giờ có cái gì hạnh phúc nhất, có cái gì mình cảm thấy là mẹ mình vui nhất, Vũ sẵn sàng Vũ làm, Vũ không biết chuột đâu. Nhục với tất cả mọi người, Vũ nhục nha, nhưng mà đối với mẹ là tất cả. Con quỳ xuống con lại mẹ hay là tất cả mọi thứ đều là con không nhục. Mẹ là mẹ của con mà, cảm ơn. Và thật sự là với những ai mà còn mẹ thì chúng ta còn cả một bầu trời tuyệt vời đúng không ạ? Xin mời anh sẽ tặng cho mẹ của mình một bó hoa tươi thắm ạ. Xin mời anh Vũ sẽ mời thưa quý vị, còn để thực hiện thành công MV Thích Của Lạ ngày hôm nay có được hiệu ứng tốt nhất và chất lượng tốt nhất. Long sẽ cố gắng hết sức, có thể Vũ đi tới đâu và Long sẽ đồng hành với Vũ tới đó. Vâng mọi người, sau cái dự án này là Vũ sẽ có một dự án hot hơn cái này, trend hơn cái này nữa, mà cái nấm thì hiếu nhiều hơn nữa, là sẽ đưa sản phẩm Quốc Long ra cộng đồng mạnh hơn nữa, mà cái giá đầu tư có thể là 2-3 tỷ đó Quốc Long. Được không Quốc Long? Chuyện nhỏ để ngày mai Long về, Long về Long mua vé số. Và kế bên anh cô Huy Vũ là hoa hậu Vivian Trần ngày hôm nay cũng đã dành hết rất nhiều những cái phần mỹ phẩm tương đương từ 2-3 triệu đồng, và còn những cái phần quà như răng sứ thẩm mỹ tại Vivian rất nữa thì mời chị chia sẻ luôn nha. Vivian trả lời chúc mừng, gửi lời chúc mừng của quý vị thì Vivian cũng xin gửi lời chào đến quý khán quý báo và tất cả các anh chị em nghệ sĩ và tất cả quý khách của đêm nay. Thì Vivian chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vời cho chương trình này, từ cái khâu đầu tư cho đến một cái sự chỉnh chu và rất là chuyên nghiệp. Vivian khi mà xem một cái MV và những cái chia sẻ của Phu Huy Vũ thì Vivian đã thật sự rất là cảm động, đã chạm tới trái tim mình. Từ một người đứng lên từ bao nhiêu cố gắng, từ bao nhiêu khó khăn mà bây giờ Phu Huy Vũ đã đi đến một cái thành công như thế này. Và hơn nữa thì khi Vivian đã xem cái MV này thì thật sự là Vivian đã rơi nước mắt, là tại vì nó quá hay. Và những diễn viên trong cái MV này đã lộ tả được và sự thành công lớn đó là cái người ca sĩ chính đây là anh là Khương Nguyên Vũ. Vivian xin gửi lời chúc mừng, và qua đây thì Vivian cũng xin tuyên bố một điều rất là đặc biệt là ngoài những phần tài trợ mà Vivian đã tài trợ cho chương trình thì hôm nay Vivian sẽ tặng thêm 50 triệu nữa cho chương trình. Và hai người phụ nữ xinh đẹp. Xin được cảm ơn hoa hậu Vivian Trần và đại diện thương hiệu điện thoại Quốc Long rất nhiều. Chúng tôi đại diện rất nhiều. Còn ngay bây giờ cho phép chúng ta xin được gọi tên và mời tiến về sân khấu những đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng với buổi ra mắt MV ngày hôm nay. Những nhà mạnh thường quân, những nhà tài trợ đã đồng hành với Vũ, nói riêng
ở nói chung chứ nói riêng thì có rất là nhiều cô thì nhân dịp ở đây cho Vũ xin góp nhạc chút xíu đi mọi người, nhẹ chút xíu nha. Rồi cho ở đây là Vũ xin tâm tư một chút xíu. Ở đây là chân thành Vũ với mẹ của Vũ, đó là Mami, gửi lời tri ân sâu sắc đến anh chị đã luôn gắn kết với Vũ, yêu thương Vũ với mẹ rất là nhiều, dành tình thương còn hơn là ruột thịt nữa, hy sinh tất cả mà không mạng gì hết để cho Vũ Huy Vũ thành công. Đó là vậy, chỉ muốn là Vũ thành công thôi, anh chị đó không cần bất cứ cái gì hết. Ở đây cho Vũ xin một bó hoa, một bó hoa nha. Vũ sẽ đi tới tận nơi để Vũ cảm ơn tri ân hai tình yêu này. Dạ, tuần ca hát hay là kinh doanh của mình nó trục trặc đều có anh chị khuyên mình, dạy bảo cho mình, hướng cho mình làm cách nào càng ngày cô Huy Vũ thành công hơn nữa, có nhiều tài hơn nữa, có nhiều kinh tế hơn nữa để có nhiều sản phẩm hay phục vụ tất cả mọi người. Cái tình cảm rất là lớn, Vũ biết nói gì biết là cảm ơn thôi. Rồi Vũ xin biết là hai người này không bao giờ chịu lên sân khấu để xuất hiện đâu. Nguyên và toàn thể đại gia đình Hưng Nguyên Tám Trinh Hiển. Cho Vũ xin cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nha, đã luôn yêu thương Vũ để có Vũ ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Gia đình có thể một tràng pháo tay cho anh chị em của Vũ ở đây được không ạ? Wow, thank you.